mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiền thất khai thị. Thế nào là tự tại? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã được giảng xong ngày thứ ba vừa qua. Hôm nay, nhân dịp khai mạc khóa thiền thất mùa đông, tôi xin giảng cho đại chúng nghe câu mở đầu của tâm kinh, mà cũng là tinh yếu của kinh này. Bồ Tát Quán Tự Tại chính là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài chứng được nhĩ căn viên thông. Ngài chứng như thế nào? Ngài vốn tu pháp phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Nguyên do bởi Ngài biết cách lắng nghe trở lại cái tự tánh, nên Ngài mới được tự tại. Gọi là tự tại khi nào người ta tới được cảnh giới không người, không ta, không chúng sinh, không thọ giả. Cảnh giới đó ở đâu, nơi nào thì có tự tại, nơi nào thì không có. Ở địa vị các bậc thánh thì có tự tại, còn ở địa vị phàm phu thì không có tự tại. Tại sao vậy? Tại vì các vị thánh không còn vướng vào bốn tướng, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, nên các vị thánh được tự tại. Phàm phu thì hãy còn vướng vào các tướng này, do đó mới không có tự tại. Chúng ta là kẻ tu hành, nhưng nếu không thực hiện được bốn không đối với các tướng đó, thì chẳng bao giờ có thể chứng được sự tự tại, và dứt khoát chúng ta phải quét trừ ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là nói về tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Cả ba tâm đều bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc. Tại sao lại chẳng thể nắm bắt được? Tại vì nó đã qua rồi, đâu còn nữa mà nắm bắt. Tâm hiện tại thì khi ta vừa nói xong về cái tâm đó, nó đã trở thành quá khứ rồi, chẳng thể nắm bắt được nữa. Còn tâm vị lai thì vì nó chưa tới nên nó chưa hiện hữu. Vậy làm sao nắm bắt được nó? Vậy là cả ba tâm đều chẳng thể nắm bắt. Rồi đối với bốn tướng, quý vị cũng thực hiện được bốn không, tức quý vị đã có thể quán tự tại. Thiền thất cốt để làm gì? Để quán tự tại. Ai ai cũng phải quán tự tại. Ai có thể tự tại thì người đó quán tự tại. Ai chẳng tự tại thì người đó chẳng phải quán tự tại. Quán tự tại chẳng phải là của riêng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hết thảy mọi chúng sinh đều có thể quán tự tại. Chúng ta ngồi thiền là để quan sát mình có thể tự tại hay không tự tại. Nếu là tự tại, quý vị sẽ soi thấu năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không, tức là thực hành sâu xa bát nhã ba la mật. Một khi thực hành sâu xa bát nhã ba la mật, quý vị mới có thể soi thấu năm uẩn đều không. Có như vậy, quý vị mới vượt qua được mọi khổ ách. Mọi khổ ách đã vượt qua, lúc đó mới là chứng đắc tự tại. Ha ha ha,